Anh em ta phiêu trên tầng mây mà không nên hơn thua với tôi hay đờ. Màu xanh ta cuốn vào trong paper, một hoa không biết còn lại mấy gờ. Anh em ta phiêu trên tầng mây mà không... Ok, và lời đầu tiên thì mình xin gửi lời chào đến chương trình Bác Việt và cũng như là ban giám khảo của chúng ta. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Hưng, sinh năm 1994, đến từ Hải Phòng. Mẹ danh của mình là BIC. Xin tin offside. Yeah. Let's go. Anh kêu ví số 6 anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Yo. Hey, yo. Yo. Don't rest it. Give me a chance, I'm gonna take it. Yo. Don't rest it. Give me a chance, I'm gonna take it. Yo. Thưa ông nhạc ta làm mình đã say. Bây giờ đã có cơ hội để đạt lấy. Thế động lực để cho mình chạm đây. Chứ thở này để ý gì phải lên kế hoạch cho năm nay. Nhờ chiếc thành công mà ta nhận lấy một rủi ro. Tập trung và bỏ qua lời từ đó. Sống làm sao không quên cuộc để chỉ cho. Yeah, city là gia đình không có chuyện kẻ nói bên đó. Now let's go. Chiếc mặt chính là cơ hội. Không có lý do để cho ta chờ đợi. Now let's go. Trái hết mình còn bảo hộ. Ta biết một người kiến thức sẽ tạo nên một người. I'm gonna take it. Im lặng quá lâu để chờ thời. Vì anh chỉ ở đây mang theo niềm tin của cả đội. I'm gonna take it. Chỉ có biết để quá chuyện. Nàng ta cũng không biết tận mấy hôm nay chỉ là tôi. Yeah, whoa, hey, don't waste it. Give me a chance, I'm gonna take it. Yeah, oh, don't waste it. Give me a chance, I'm gonna take it. Yeah. Tôi có những năm thật thật nè. Giờ có ký ức cho âm nhạc trong một căn phòng chật hẹp. Giờ đi đến đường đó tôi thì chẳng có ai để mắt đến. Những lời ca tâm đắc cho đến cả những câu bất xê. Bản thân luôn luôn tiến bộ, điều đó là tất nhiên. Hàng đồng ba trên sân không có những đêm đã rất điên. Giờ một cá thể thì luôn giữ cho mình thực chất riêng. Tự hào dòng máu của Hải Phòng vươn lên từ vùng đất thiêng. Hey, oh, don't waste it. Oh shit, chance, I'm gonna take it. Yeah, oh, don't waste it. Give me a chance, I'm gonna take it. Oh, chưa bao chính là cơ hội. Yeah, không có lý do cho ta chờ đợi. Now let's go. Trái hết mình còn mở hộp. Vì ta biết một điều kiến thức sẽ tạo nên tương lai. I'm gonna take it. Im lặng quá lâu để chết thôi. Vì anh chỉ ở đây mang theo niềm tin của cả đội. I'm gonna take it. Trên thói biết để quá trộn. Nàng thật cũng không biết tạo nên hôm nay chính là tôi. Yeah, whoa, hey, don't waste it. Give me a chance, I'm gonna take it. Yeah, oh, don't waste it. Give me a chance, I'm gonna take it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì ta còn đôi mắt anh chỉ là do bạn em lấy vô tình. Xin chào. Xin chào ban giám khảo. Ekip chương trình mà các bạn thí sinh ạ. Mình là Hải đến từ Hải Phòng. Rap name là Sixteen Sin. Trong clip số 4 ạ. Mỗi ngày một câu chuyện, chẳng biết cười và đối diện, chẳng chỉ có cầu tiền, nhưng không biết cầu nguyện. Mong cho mọi việc tốt hơn, mong từ nhỏ được chốt thương, mong 16 luôn giữ chất. Còn cái tên thì mỗi ngày một lớn, tên tao vẫn cho đi mà không cần nhận lại. Vẫn cứ nhận lại và sẵn sàng nhận sai. Vẫn còn nghĩ rap mà cũng chẳng cần cài. Vẫn muốn chữ real từ trong cái thần thái. Yeah, thắp một em tao thần tài. Yeah, cuốn thêm đường dài. Yeah, nhắc tao thân xuống chấp lại. Bình an cho những người cầm tài. Yeah, cầu cho gia đình luôn khỏe mạnh. Yeah, cầu cho dịch bệnh mau qua đi. Yeah, vẫn luôn có anh em bên cạnh. Yeah, sống những ngày tháng không lãng phí. Yeah, cầu cho gia đình luôn khỏe mạnh. Yeah, cầu cho thiên tai mau qua đi. Yeah, may mắn thì có em bên cạnh. Yeah, sống cùng tuổi trẻ không lãng phí. Sixteen. Hey. Dạ, em có một bài thôi, tại sáng nay em đi cổ vũ bạn em, nhưng em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Em chưa kịp chuẩn bị. Em muốn chiều nghe hết luôn. Xin lỗi ạ. 3, 2, 1. Neck in the track game. Yeah. Yeah. Sao tất cả hành động game này vẫn cứ để dành tặng.
yeah, cho những người bạn yêu nhạc và đó là may mắn. Nếu mai này tay trắng cũng không hối tiếc trong cay đắng, tự nhủ đời mình có đam mê như thế thì vẫn hơn đầy thằng có tất cả có hết. Không có rap thì cũng không thấy bằng, giống như bao năm học tới học lui, học hoài mà cũng không thấy bằng, nên là bạn tôi ơi đừng lui, bước tiếp đến khi nào mình thấy rằng ngày tháng rộng lớn sắp đến ngày khép lại, thu vén hết những mảnh ghép dài, câu chuyện ngày đó đã được ghi chép và đối với riêng ta vẫn là một phép lạ. Thời gian trôi trôi ôi thôi, một ngày nào đó còn tôi thôi, truyền cho nhau đam mê cháy đỏ, giữ lấy tay trên đôi môi. Making money.